Từ mâu ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp báo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp báo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp báo. Nam mô sa pha ga wa tổ a ra ham tổ sam ma sam bút tha sa. Nam mô tassa bhagavato arahanto sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahanto sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavado. Ngài là bậc arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavado. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavado. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Ấn đức Phật. Itipiso Bhagava A-la-hán ứng cúng. Đức Thế Tôn hiểu A-la-hán bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành. Samma Sambuddho chánh biến chi. Đức Thế Tôn hiểu Samma Sambuddho bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vicca Charana Sambanno minh hạnh túc. Đức Thế Tôn hiểu Vicca Charana Sambanno bởi ngài toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. Sugato thiện thể. Đức Thế Tôn hiểu Sugato bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc bất sanh bất diệt đại niết bàn. Lokavidu thế gian giải. Đức Thế Tôn hiểu Lokavidu bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro vô thượng sĩ. Đức Thế Tôn hiểu Anuttaro bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Purisada Masarathi, điều ngự trưởng phu. Đức Thế Tôn hiệu Purisada Masarathi bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha Deva Manusanang, thiên nhân sư. Đức Thế Tôn hiệu Sattha Deva Manusanang bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Uttho Phật. Đức Thế Tôn hiệu Uttho bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phá Hoa Tí. Đức Thế Tôn hiệu Phá Ga Hoa bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nát Thi Mê Sa Ra Năng Anh Nhân Bút Thổ Mê Sa Ra Năng Hoa Răng Ê Tê Na Sách Cha Quách Chê Na Hồ Thu Mê Cha Gia Măng Khá Lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Ấn Đức Pháp. Swakato Phagavata, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Tham mô là pháp tánh có 9 hạng, 4 đạo, 4 quả và 1 niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được.
Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Pachatangwetabohinyuhiti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy từ nơi tâm. Natthi me saranang anyang thammo me saranang warang ete na sancha vacche na hotu me chaya mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Ân đức tăng. Supatipanno phagavato savakasangho. Tăng là các bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Uchupatipanno phagavato savakasangho. Tăng là các bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo thánh pháp. Nhà gia patipanno phagavato savakasangho. Tăng là các bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Samichi patipanno phagavato savakasangho. Tăng là các bậc thanh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành theo pháp giới định tuệ. Yadi đằng chất tà ribusi ya yukka ne. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hường. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả anna hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Atta purisa bukka là nếu tăng đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà hường. Tăng đã đắc quả tu đà hường. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a la hàm, tăng đã đắc quả a la hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. E sa pha ga wa to sa wa ga sang kho. Chư tăng ấy là các bậc thanh văn đệ tử Phật. A hu nay yo, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Pa hun nay yo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ để dành để cho mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại mang đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi nay yo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anh Chalikayani yo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang bhunyakhetang lokasati. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Natthi me saranang anyang sangkho me saranang warang ete na sancha vacche na hotu me chaya mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Văn đà mi chế ti yang sắp bằng, sắp bát thả nề su pa tít thi tăng, xà rê ri ca thả tu ma ha bồ thình, bút tha rù bằng sa ca lặng sa đà. Văn đà mi chế ti yang sắp bằng sắp bát thả nề su pa tít thi tăng sa rê ri ca thả tu ma ha bồ thình bút tha rô bằng sa ca lăng sa đà văn đà mi chế ti yang sắp bằng sắp bát thả nề su pa tít thi tăng sa rê ri ca thả tu ma ha bồ thình bút tha rô bằng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tương phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đăng an mạnh lành.
ta đây sự chết sân dành à, thế nào tránh thoa tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly à, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt sâu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, à, ta thọ quá bao phân minh kết thành. Sắp bề sát ta về là hồn tu su. Khi ta hồn tu ních đúc khả hồn tu. Áp giả bách trả hồn tu. An ni ca hồn tu. Đi ca giúp ca hồn tu. A rô ga hồn tu. Sâm bát thi hi sâm ích chán tu. Xúc khi át ta năng phá. Ri ha rắn tu. Đúc khả phát ta cha ních đúc khả. Phá dập phát ta cha nếp phá giả. Sô khắp phát. Ta chân lịch sô kha hồn tu sắp bề bì bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình trực sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Thân chào các đạo hữu vừa vào đạo tràng ạ. Dạ, tiếp theo con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh Ngài thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Ukasa mayang pante quy sum rakanathaya tisaranena saha bancha silani yachama. Dutiyampi mayang pante quy sum Rakanathaya tisaranena saha bancha silani yachama tatiyampi mayang pante quisum Rakanathaya tisaranena saha bancha silani yachama. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Khai. Kính lễ đến Phước Thạnh. Kính chào cô tu nữ Như Pháp. Kính chào sĩ Pháp Nguồn, sĩ Quyến Mộng, sĩ Meta, sĩ Thi An Lạc. Sa thủ sĩ Meta. Xin được thay mặt Di Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng Pháp Hội. Bụt đăng sa năng ga cha ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng ga cha ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn thắng sa năng ga cha ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam vi Bụt đăng sa năng ga cha ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Đấm Mân Sa Năng Ca Chế Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Sang Cắn Sa Năng Ca Chế Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Tỳ Dâm Bi Bồ Đăng Sa Năng Ca Chế Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Đấm Mân Sa Năng Ca Chế Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Sang Tăng Sa Năng Ca Chế Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng
lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam bi buddhang saranang gacchami, duttiyam bi dhammang saranang gacchami, duttiyam bi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami, tatiyam bi dhammang saranang gacchami, tatiyam bi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tị sa na phá năng ni thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phán tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na thi bà ta về ra mình y so với năng tham mắt dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mình y so với năng tham mắt dạ mi. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ta mê su mi cha cha ra về ra mạnh y sĩ to với năng tâm mạnh dạ mi. Con xin quan về điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa về ra mạnh y sĩ to với năng tâm mạnh dạ mi. Con xin quan về điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura me rayama chapama dathana Vela mani sikabran samad yami. Còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự việc uống rượu và các chất say. Panatipata Vệ ra ma ni sĩ ca ba đăng sâm ma bi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A din na đa na vệ ra ma ni sĩ ca ba đăng sâm ma bi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra vệ ra ma ni sĩ ca ba đăng sâm ma bi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musa wada về ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raja macha pama dathana về ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sikkhapadani sathukang tattvang appamadena nicchakalang samarakkhitappang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải đáng nguyên đi hành theo chỉ được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Chỉ lệ na su phi tinh doanh tích, chỉ lệ na phu ca sâm bát đai, chỉ lệ na ni phu tinh doanh tì ta chú mai, si lăng nguy số, tha dê.
Các chúng sinh sinh về cõi trời cũng nhờ dữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, chúng con xin kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp theo chúng con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang ba da bang sung qua uttamang ut the yo kali to do so ut tho khamatu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hằng tham mạnh cha đô vi thẳng qua rằng tham mê yo khali tô đô sô tham mô khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hằng sang khanh cha đô vi thô ta măng sang khê yo khali tô đô sô sang khô khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư tụng chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phước báo trong ngày hôm nay. Dạ, sa thứ, sa thứ. Sẽ ra mình mê bụt thác sê thô sà rì bồn tô chê đặc thí nghe hoa mạng sê mục gà la nô bù rà tô bì rà tà tế dân bạch chí mê mâm a năn đô kì nà sá hoa chê tùn lý sà sá măn tà rô kà bà la chín đá đê hoa sà phrâm mạ tà ê tê sà ngà nút hoa quê nà sà bê phá giao bạch đá hoa nê ca hình thá ra ya bì vi nà sàn tú hà sê. Dạ, tô Đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phật vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng sa luân a nan chầu bổ phương a la hán đế thích lãnh phạm thiên do lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sua thá la thô chú tổ vô rôn hô bồ thá sa sa ne a rô vô chú tổ hô y cha sa bê nhà thí vi cha thá la tha. Chú kỳ tà vô rôn ná ha bồ thá sa sa ne a rô ga chú kỳ tà hô y cha sa bê nhà thí vi tê thá la tha. Chú kỳ tà vô rôn ná ha bồ thá sa sa ne a rô ga chú kỳ tà hô thá sa ha sa bê. Thị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, bây giờ con xin được tụng hồi hướng. Dạ. Akasattha chappumattha devanaga mahittika bunyang no anumodam tu chi rang rakkhan tu sa sa nang. Akasattha chappumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha chappumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha chappumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu.
đàm tu chi rằng rắc cạn tu bà ni nô a ca san tha cha cùng ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đàm tu chi rằng rắc cạn tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan nghĩ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tân ngõ hầu vô sanh dâng kinh chi cu sa la cầm măng các ta bằng kỳ đi dâng ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê sa ta sanh ni nô át ti dê chát sa ta sanh ni nô ca tăng bùn nha pa lăng mây hăng sát bê pa ghi pa hoàn tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đi năng bùn nha pa lăng ma ya dê cha tát ta na cha nan ti đề hoa gắn toa ni huệ đa dung sát bê lô ca mi dê sát ta chi hoàn ta ha ra hê tu ca ma nhun nhang po cha năng bề la phạn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tướng nhận giam xa bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tướng được mà hướng an phước con hồi hướng dâng ban chúng sanh hay biên hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đen hầu mách ngay có người làm phương được dày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan nghỉ lãnh chung hướng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới càng hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng y đằng nô nha ti năng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng quát tâm mê bồn nhang a sa quát kha ya quả hằng hôn tu không biết sư Phước Thanh à sư Pháp Thanh đã vào đạo tràng chưa ạ? Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh ạ. Dạ, con kính lễ sư Phước Thạnh. Dạ. Dạ bây giờ cũng đến giờ nghe pháp, con xin thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư ạ. Dạ. Ramma cha lo ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tap ba ra chak ka cha ti ka de se tu tham mang anukam pi mang pa chang sa tham ma pe ring vinayang cha ka yang tu thanh cha bản tham api tham ma tham mang apko ta yan to cha tu sách cha đan đăng bập bố tha nay ye parisa ya mat che Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi
quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày rời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn mi, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin kính thỉnh sư pháp thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Dạ con xin kính dâng mic đến ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học trong cái phần tương ưng bộ kinh. Phẩm thứ nhất, cái bài thứ 8 là Mallika. Cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Và trước khi vào phần giảng giải thì xin mời cô Pháp Nguồn Đào Cai Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, sau đó thì sư sẽ giải thích về những cái lời dạy của Đức Phật ở trong câu Phật ngôn này. Và xin mời. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Dạ, con xin phép thay mặt đạo tràng đọc phần chánh kinh. Tương ưng bộ kinh phẩm thứ nhất. Mallika. Dạ, con kính cảm ơn cô Như Quang ạ. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Mallika trên lầu thượng hoàng cung. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu Mallika: này Mallika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương? Này Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng của hoàng cung với hoàng hậu Mallika. Và con nói với hoàng hậu Mallika: này Mallika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu? Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallika trả lời với con: thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương? Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Mallika: này Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc ấy liền nói lên bài kệ này: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương đời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Dạ con đã đọc phần chánh kinh xong ạ. Bây giờ con xin dâng mic lên ngài chúng ta phát thanh để xin ngài thuyết giảng bài pháp chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ con xin kính dâng mic lên ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật pháp,
kính cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo để làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ngày thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là ngũ khoảng quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Căn An chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. À, thì ở trong đây chúng ta thấy rằng cái sự đối thoại giữa vua Basenadi Ma Tư Nặc và hoàng hậu Malika về cái tự ngã, và sau đó thì vua đã đi đến để nói lên cái suy nghĩ của mình đến Đức Thế Tôn. Và sau đó thì Đức Thế Tôn đã nói ra cái vấn đề mà cái tự ngã. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng đó, cái tự ngã mà Đức Thế Tôn đề cập là đối với những cái vị phàm nhân. Tại vì nếu mà cái người phàm phu, mà nếu nó nói với họ là cái vô ngã đó, thì họ không thể nào mà chấp nhận được. Cho nên đó là nói về cái vấn đề tự ngã của mỗi người. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ rằng đối với các bậc thánh nhân thì hoàn toàn không có cái tự ngã. Nhưng mà vì cái sự hiểu biết, cái sự chấp thủ của những cái người phàm nhân đó, mà Đức Phật đã nói lên cái lời dạy để từ cái những cái chấp thủ cái tục đế để dần dần mới dẫn dắt cả những cái kẻ phàm phu đi vào cái chân đế được. Ở đây á, quý vị thấy rằng trong đời sống á, là thường thường á, là người ta chấp vào cái ngã trong cái thần ngũ quẩn này. Tôi đi, tôi đứng, tôi suy nghĩ, tôi làm việc nha. Rồi cái này là của tôi, này là tài sản của tôi, này là thân bằng quyến thuộc của tôi đó. Chính vì cái mê lầm tà kiến, cái sự chấp thủ này đó, rồi nó mới dẫn đến nhiều cái sự tai hại. Khi mà mình chấp mà có một cái bản ngã thì sao, thì có đôi lúc đó, là cái tâm cống cao ngã mạn nó sanh khởi, so sánh hơn bằng thua rồi sao, rồi cái gì, cái tâm mà ganh tị bỏng sẻn nó xảy ra để từ đó mà tạo những cái nhân để những có những cái sự quan trái với nhau
Thành ra đấy không, lời nói không phải là dao sao khiến lòng đau nhói, lời nói không phải là khói sao thấy mắt cay cay, đúng không? Tại vì do cái mê lầm tà kiến, chấp thủ vào cái bản ngã, rồi sao, bắt đầu chê khen. Nhưng mà cái chê khen này nó lâu lúc nó không có phải là đúng theo cái sự thật, mà do cái tâm mà ganh tị bỏn sẻn mà ra, cho nên nhá là từ cái sự cống cao ngã mạn này đi, rồi nó gây ra những cái hoàn trái, thấy không? Ở đời ai cũng thích người khác khen tặng, nhưng mà mình thì mình muốn người khác khen tặng mình, nhưng mà đối với người khác thì sao, cái tâm ngã mạn nó không muốn ai hơn mình nữa, thấy không? Mà khi thấy người khác có được mọi người quý trọng, có mọi người tán thán, hay là người khác được cái lợi lộc, được cái sự tốt đẹp hạnh phúc hơn mình, là bắt đầu cái tâm ganh tị nó sanh khởi lên, thành ra sao, nó bóp méo đi, thay vì là được cái sự tán thưởng của người khác, thì những cái người này là bắt đầu bôi nhọ chê bai nha, đủ thứ chuyện sinh ra, do cái tâm cống cao ngã mạn, do cái tâm bỏn sẻn mà nó gây ra đó. Thành ra từ đó mà nó tạo những cái quan trái khổ đau ở trong cái đời sống này. Cho nên là chúng ta phải thấy rằng cái sự mà chấp thủ về cái bản ngã nó hết sức là nguy hiểm. Mà nguyên nhân từ đâu mà chúng ta chấp thủ về cái bản ngã, do cái gì? Do cái tưởng. Do cái tưởng sai lầm. Cho những cái mê lầm tà kiến. Người ta có sự chấp thủ về cái bản ngã. Thí dụ cái trường hợp là từ đâu mà người ta chấp thủ vào cái bản ngã, tức là theo kinh thì có những cái vị mà Bà La Môn họ tu tập thiền định, thì sau khi mà họ chứng đắc được những cái tầng thiền, sau khi hết tuổi thọ họ tái sanh về những cái cõi trời, sau đó, thì khi mà chấm dứt những cái hết tuổi thọ ở cõi trời thì họ tái sanh về cái cõi nhân loại, rồi họ tiếp tục tu tập thì sao, nhờ cái tâm định đó, họ nhớ lại được những cái kiếp sống từ quá khứ, họ nhớ tưởng lại là cái kiếp sống trước đó, năm ba kiếp, họ sinh ở chỗ đó, rồi họ là cái vị đạo sĩ, họ tu tập, rồi họ tái sanh lên cõi trời, họ hưởng được những cái thiên súc thiên lạc ở trên cõi trời, rồi hết tu thọ, họ tái sanh lại làm người, nha. Cho nên là họ thấy có một cái bản ngã, một cái con người có sự tu tập từ cái đời sống hiện tại, rồi đạt được những cái tầng thiền định, tái sanh lên cõi trời, cho nên từ đó họ mới chấp thủ về cái vấn đề mà có một cái con người, có một cái bản ngã ở trong cái thân ngũ quẩn này. Tôi làm, tôi suy nghĩ, tôi hành động, tôi nói năng, nha. Nếu mà mình nói là không có bản ngã
thì họ không chấp nhận. Ha? Họ nói là nếu mà không có bản ngã thì ai làm, ai nói năng, ai suy nghĩ. Ha? Rõ ràng là tôi suy nghĩ mà. Ha? Rõ ràng là tôi hành động, rõ ràng là tôi nói năng mà. Ha? Đó, họ không có chấp nhận cái pháp vô ngã. Ha? Cho nên á, là quý vị nhớ là trong cái điều kiện để mà bước vào dòng thánh, cái vị thánh nhập lưu đó, thì trong ba cái hạ phần kiết sử, mà cái quan trọng nhất là gì? Là phải diệt trừ cho được thân kiến. À, chính vì cái sự chấp thủ, bám chấp vào cái bản ngã này mà chúng sanh trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra đó, cái điều kiện để đạt đến cái sơ đạo sơ quả là phải diệt trừ cho được cái thân kiến. Diệt trừ cho được cái mê lầm tà kiến, chấp thủ vào cái một cái bản ngã, hay là một cái linh hồn, một cái sự, có một cái con người ở trong cái thân ngũ quẩn này. Cho nên là cái sự khổ đau trôi lăn, cột trói chúng sanh trong cái vòng quay sanh tử luân hồi, là cái vấn đề mà chấp thủ về cái bản ngã. Cho nên là tâm đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Thì vì chúng sanh á trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi á, từ cõi trời cho đến cõi nhân loại cho đến tất cả các cái cõi khổ đau là do cái sự chấp thủ vào cái bản ngã. Cho nên á, nếu mà chúng ta là còn là phàm nhân, để tránh được những cái sự quan trái á, thì mình biết quý trọng cái bản thân mình biết quý trọng thân bằng quyến thuộc mình biết quý trọng vào những cái tài sản của mình, thì sao mình tránh, đừng có xúc phạm đến cái thân thể của người khác gây tổn hại khổ đau, đừng có xúc phạm đến những cái thân bằng quyến thuộc của người khác, đừng có xúc phạm đến cái tài sản của người khác, nó sẽ tránh được cái khổ đau ở trong đời sống của những cái người phạm nhân. Rồi nếu mà chúng ta vượt ra được cái sự chấp thủ về cái bản ngã, chúng ta phải thấy được với cái trí tuệ, thì sao muốn diệt trừ được cái bản ngã thì phải thấy được cái hiểu được cái nhân duyên để tạo nên cái thân ngũ quẩn này, hiểu được cái quy luật của cái sự tái sanh luân hồi trong Phật giáo. Rồi mình phải hiểu được cái định luật của tam tướng. Đó, chính nhờ tu tập thiền tuệ, khi mà chúng ta quán sát về cái sanh diệt ở trong cái thân ngũ uẩn này, chúng ta thấy được cái sự vận hành của nhân duyên, do cái
nghiệp quả, rồi những cái nhân, những cái chủng tử tốt, thì nó sẽ dẫn dắt, nó đưa chúng ta đến những cái cảnh giới an vui. Còn nếu những chúng sanh tạo trữ những cái nhân bất thiện thì sẽ đem đến những cảnh giới không tốt đẹp, một cái đời sống khổ đau. Chứ không có một cái bản ngã. Tất cả những cái thiện hay là bất thiện này đó, là do cái tác ý. Nếu những cái tác ý mà tốt đẹp, những cái tác ý đi kèm với trí tuệ thì sẽ dẫn đến những cái thiện pháp, những cái nhân lành, những cái chủng tử tốt đẹp. Còn nếu những cái tác ý bất thiện thì nó bị thúc đẩy bởi phiền não, là những cái nhân xấu, thì nó đưa đến cái quả khổ. Đó. Phía sau cái tác ý này đó, không có một con người, không có tôi làm, mà do những cái tác ý tốt đẹp hoặc là những cái tác ý bất thiện đó. Rồi chúng ta mới hiểu, mới thấy được rằng không có một cái chúng sanh tạo nghiệp mà cũng không có một cái chúng sanh gặt quả, mà cái hạnh phúc an lạc đó là do cái điều kiện, những cái nhân tốt đẹp thì nó sẽ cho cái quả an vui, những cái nhân bất thiện thì nó sẽ cho cái quả khổ đau. Cho nên đây là cái sự vận hành của nhân duyên của pháp bảo, chứ không có một cái người gieo nhân mà cũng không có một người gặt quả. Tại vì khi mà nói là tôi được hạnh phúc do cái nhân mà tôi đã gieo trồng những cái thiện pháp, thì như vậy á là sao, là thường kiến. Tại vì tôi từ trong quá khứ tôi đã gieo những cái chủng tử tốt đẹp, cho nên cái kiếp hiện tại này đó tôi được hưởng cái quả an vui đó. Cho nên từ cái tôi ở trong quá khứ đưa đến cái tôi trong hiện tại, rồi từ cái tôi trong hiện tại này đó nó sẽ đưa đến cái tôi ở trong tương lai nữa. Cho nên á, khi mà chúng ta có cái mê lầm như vậy là thường kiến. Còn nếu mà nói là cái không có cái tôi, cái quả này là tự nhiên, thì vậy nó rơi vào cái đoạn kiến. Cho nên á, là chúng ta vượt ra cái mê lầm chấp thủ của tà kiến, chúng ta thấy rõ rằng tất cả những cái thiện hay là bất thiện nó xuất phát từ gì? Những cái tác ý. Nếu mà những cái tác ý đi kèm với chánh niệm tỉnh giác, với trí tuệ, thì sẽ đem đến những cái thiện pháp tốt đẹp. Còn nếu những cái tác ý mà bị khống chế sai sử bởi cái phiền não thì sẽ đem đến cái quả xấu, khổ đau. Cho nên là chúng ta học tập để chúng ta thấy được và để chúng ta diệt trừ những cái tà kiến mê lầm này, để thấy được cái thực tánh thực tướng, thấy được cái chân đế ở trong cái thân ngũ quẩn này,
À, nó là cái gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. À, chính vì cái tưởng điên đảo mê lầm tà kiến mới có sự chấp ngã. À, chính vì cái tưởng điên đảo này nó mới đưa tới cái tác ý, những cái hành động nói ra, à, tạo cái gì? Tạo cái thân nghiệp, khẩu nghiệp. À, đó, rồi sao? Chính vì cái hành này, à, nó mới tạo cái gì? Dẫn dắt một cái thức đi tái sanh. À, cái thức là những cái quả của hành, à, dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh đến những cái cảnh giới tương ứng với các cái nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo. Cho nên á, à, khi mà đi tái sanh thì có sắc là cái thành phần vật chất, thành phần vô tri, à, rồi thọ là những cái cảm giác, à, những cái cảm giác trong cái đời sống, rồi đó. Cho nên đây á là chúng ta thấy được để mà chúng ta diệt trừ, vượt thoát ra khỏi những cái mê lầm tà kiến, những cái tưởng điên đảo này, mà muốn diệt nó đó thì chúng ta phải học hỏi về cái Phật pháp, rồi á chúng ta phải đi vào cái sự thực hành, à, thực hành thiền tuệ, à, chính nhờ những cái kinh nghiệm, những cái trực giác trong pháp hành này dần dần, à, đến một lúc chúng ta cái những cái kinh nghiệm nó đủ sức để đối trị, để diệt trừ, à, cái sự chấp thủ về cái một cái bản ngã, à, nó mới đem đến cái đưa đến chúng sanh có thể đạt đến thánh đạo thánh quả, sơ đạo sơ quả, nhờ cái gì? Nhờ cái diệt trừ về cái thân kiến, à, đó. Mà nhớ rằng á, cái thân kiến này nó là một trong ba cái dây trói buộc, nè, nhưng mà cái dây trói buộc cái thân kiến này nó cũng rất là nguy hiểm và cũng rất là khó để mà chúng ta có thể, à, đạt được để mà diệt trừ, nhá. Vì thế thấy ra là những cái điều kiện để mà đạt đến cái sơ đạo sơ quả nó còn đòi hỏi, ví dụ diệt trừ thân kiến rồi, diệt trừ về cái hoài nghi rồi, cái giới cấm thủ, à, nhưng mà cái khi mà quý vị diệt được cái thân kiến rồi đó thì chúng ta sẽ diệt được cái hoài nghi, à, và cái giới cấm thủ. Tại vì khi mà mình có được cái chánh kiến rồi, à, mình có được cái chánh kiến để mình thấy được cái sự rỗng không, à, ở trong cái thân ngũ quẩn này. Cái thân ngũ quẩn này nó là cái ổ của bệnh tật, của khổ đau, à, nó có tính chất luôn luôn là thay đổi, à, nó không có thường hằng và nó không có một cái linh hồn hay là một cái bản ngã ở trong cái thân ngũ quẩn này, à, chính nhờ khi mà chúng ta diệt trừ được cái thân kiến rồi đó thì chúng ta sẽ diệt trừ cái hoài nghi và giới cấm thủ nó dễ dàng hơn, à, còn mà nếu mà chúng ta mà còn chấp về cái bản ngã, à,
thì những cái hoài nghi về giới cấm thủ này cũng rất rất là khó. Ha? Cho nên là chúng ta phải có được một cái nhìn đúng đắn, cái chánh kiến về cái thân ngũ uẩn này. Chúng ta phải thấy rõ được thân ngũ uẩn này là nó sự hợp thành của một cái thành phần vật chất và bốn thành phần tinh thần do cái duyên nghiệp, do những cái chủng tử mà chúng ta đã tạo trữ ở trong quá khứ, những cái tác ý thiện lành hay là những cái tác ý bất thiện mà nó đưa đến cái đời sống hiện tại này chứ không có một cái sự điều khiển bởi đấng thượng đế thần linh là một đấng dạng năng có thể điều khiển cái đời sống này cho nên đó là chúng ta phải học hiểu về cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta phải suy tư rồi chúng ta phải nỗ lực trong cái sự thực tập, trong pháp hành để dung bồi trí tuệ để cái trí tuệ càng ngày nó càng tăng trưởng lớn mạnh, để có đủ cái sức mạnh có thể diệt trừ đào bứng tận gốc rễ cho nên khi mà chúng ta có sự hiểu biết, tìm hiểu thì chúng ta phải có cái tầm hướng chánh, hướng về những cái pháp lành, những cái điều lành, điều thiện rồi chúng ta phải có cái nhìn nó đúng đắn, hay là cái chánh kiến về cái thần ngũ uẩn này vì nhớ rằng là ở trong bát chánh đạo thì cái chánh kiến là cái chi phần mà Đức Phật đề cập đến đầu tiên nhưng mà đó muốn đạt đến cái chánh kiến trong bát thánh đạo thì chúng ta phải có cái chánh kiến trong cái đời sống rồi chúng ta phải thấy được cái tai hại mê lầm chấp thủ từ đó chúng ta hướng đến cái nhìn đúng đắn, hướng đến cái chân lý để mà chúng ta vượt thoát ra những cái lậu hoặc những cái tiềm miên ngủ nằm ở trong nội tâm chúng ta mà chúng ta phải có được cái sự lớn mạnh nhạy bén của cái trí tuệ thì chúng ta mới thoát ra được cái sự đeo bám mà sai sử của si mê vô minh đó. Cho nên đó là trong cái sự học hiểu, sự thực tập của chúng ta đó là để dung bồi trí tuệ mà ngày nào chúng ta sống với trí tuệ thì chúng ta sẽ có một cái đời sống an vui. Còn trong giây phút nào mà chúng ta dễ vui buông lung để cho những cái mê lầm tà kiến chấp thủ nó sai sử, nó khống chế cái tâm của chúng ta thì sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau khôn lường đó. Cho nên mặc dù là nương theo cái tục đế để mà Đức Phật dạy trong cái câu Phật ngôn này, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng trong đời sống chúng ta không nên
đem cái bản ngã rồi chúng ta so sánh, chúng ta sanh cái tầm cống cao ngã mạn để gây những cái điều quan trái trong cái đời sống này. Và chúng ta phải nỗ lực tu tập, chúng ta phải có cái sự nhìn thấy rõ ràng, có cái chánh kiến về cái thân ngũ uẩn, cái đời sống này, chúng ta thấy nó đúng thực tánh thực tướng, thấy qua cái định luật của tam tướng là gì, luôn luôn là thay đổi. Chính vì cái luôn luôn thay đổi này nó đem đến cái trạng thái bất toàn nguyện, khổ đau, mà hoàn toàn không có một cái bản ngã, không có một con người, không có một cái tự ngã nào trong cái thân ngũ uẩn này. Đây là cái sự vận hành của pháp bảo, của nghiệp lực. Thì từ đó để mà chúng ta vượt thoát ra cái sự chấp thủ mê lầm tá kiến, về những cái sở kiến sở đắc của mình, để mình thấy đúng cái thực tánh thực tướng của các pháp, nó đang diễn biến do nhân do duyên nha. Khi nhân duyên đầy đủ thì các pháp nó hiện khởi, mà nếu mà nhân duyên nó hết thì các pháp nó sẽ thay đổi theo cái quy luật của nó. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật để mà chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống cho nó được tốt đẹp. Chính nhờ chúng ta vượt thoát ra những cái tà kiến mê lầm chấp thủ trong cái đời sống hiện tại này, thì nhờ có cái nhân duyên trong đời sống hiện tại này thì chúng ta sẽ có sự nỗ lực tu tập trong các cái kiếp sống tương lai để mà dung bồi các cái pháp độ, dung bồi các cái điều kiện phát triển cái trí tuệ của mình để đủ sức đối trị, phá tan, diệt trừ, chặt đứt những cái kiết sử, những cái thằng thúc mà nó trói buộc chúng ta trong cái vòng quay sinh tử luân hồi. Cho nên là cái nhiệm vụ của cái người Phật tử chúng ta là phải luôn luôn nỗ lực học tập lời dạy của Đức Phật và thực hành để chúng ta cải chánh tri kiến những cái tư tưởng mê lầm chấp thủ tà kiến cần phải được diệt trừ ngay trong cái đời sống này. Thì cái mục đích của cái sự học hỏi Phật pháp, suy tư rồi nỗ lực thực tập thực hành để dung bồi những cái kinh nghiệm quý báu, dung bồi cái sức mạnh trí tuệ ngay trong cái đời sống hiện tại này, đó là một cái mục đích quan trọng của người Phật tử. Qua cái câu Phật ngôn và sự tìm hiểu của các bậc trưởng lão đã chỉ dạy, và cũng có được chút ít những cái hiểu biết để chia sẻ giải thích cho quý vị. Và với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức trưởng lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, cầu mong các ngài phải căn ngang, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết lời dạy của Đức Phật để chúng ta nỗ lực thực tập, thực hành trong đời sống để đem đến những cái kinh nghiệm quý báu, là những cái nhân, cái duyên để tiếp sống tương lai, chúng ta cố gắng dung bồi đầy đủ các cái pháp độ,
đầy đủ các cái trí tuệ để đạt đến những cái lợi ích tốt đẹp cao thượng. Thì giới phước báo này cầu mong tất cả quý vị luôn luôn có sức khỏe, có sự nỗ lực tinh tấn thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Cầu mong chư thiên ban hỷ giới phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy giá. Sa thú. Dạ, con kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui lợi ích dài lâu ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng xem ai có câu hỏi gì trong bài hôm nay không ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ, xin đưa mic cho đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, lần lễ sư pháp thanh, kính lễ sư phước thạnh, kính lễ quý sư, kính chào cô tu nữ như pháp, kính lễ cô tu nữ pháp, cô tu nữ phúc hạnh, kính chào quý ông, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, trong cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái phần vô ngã, nhưng mà theo con thấy thì là có và những điều mà con học á thì có phải chăng á, nếu nhận chân ra cái sự thật là trong cái bản chất của con người ta không có cái ngã mà chỉ là vô ngã, và tất cả những cái gì xảy ra xung quanh hoặc là những gì xảy đến với ta hoặc là những cái ý nghĩa của ta đều là pháp vận hành, thì pháp thì là khi mà một tâm nó sanh lên thì nó sẽ có những tâm sở hữu tâm nó đi theo. Như vậy là chuỗi nhân duyên, khi mà một cái thiện sanh lên thì sẽ quân tập những cái duyên thiện khác đến với ta. Cũng vậy, ngược lại thì giả sử như đến cái duyên thiện thì sẽ có những cái duyên bất thiện khác đến với cuộc sống của chúng ta. Vậy thì phải chăng là khi mà chúng ta học giáo lý thì chúng ta áp dụng vào đời sống, thì chính là nhận chân ra cái sự thật mà vô thường khổ vô ngã thì mới giúp con người là cố gắng mà suy tư tìm hiểu để đưa đến cái việc nhận chân ra cái sự thật để mà giác ngộ giải thoát ra những cái ảo tưởng mà thường tự trói buộc mình qua những cái tập đế từ những cái kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại, phải không sư? Và phải và qua những cái thăng trầm của cuộc sống thì mình phải suy tư những cái bài học mà đem đến cho ta, qua đó thì chúng ta mới thấy được cái sự trung thực bản chất của đời sống, mà nhờ vậy thì mình mới thấy được cái sự thật từ những cái khổ đau bất hạnh của cuộc đời, mà không có cái tự ngã, mà không có dính mắc vào đó là của tôi, đó là tôi khổ tôi đau. Và có phải chăng vì thế thì chúng ta mới thay đổi được cái nhận thức và hành vi của mình để thuận với cái pháp tánh tự nhiên và chân thật, phải không thưa sư? Dạ, xin sư giải đáp thắc mắc giùm con ạ. Dạ, kính thưa sư. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Trong đời sống á, thì những cái chúng sanh phàm phu phàm nhân
nó người ta chấp thủ vào cái bản ngã nó rất là lâu sâu xa, cho nên á là khi mà mới học hỏi, những cái người Phật tử sơ cơ mới học hỏi, mới thực hành, mà khi mà nghe nói về cái vấn đề mà vô ngã, họ khó mà họ chấp nhận lắm. Thì có rất nhiều thiền sinh khi mà họ có những cái kinh nghiệm đó, rồi họ không chấp nhận, nói trời ơi, đời sống tu tập tưởng là cái gì, bây giờ mà tu tập để mà thấy rõ là vô ngã vậy thôi, tu làm chi. Họ chấp thủ là cái người Âu Mỹ là nó khác, mà người châu Á là nó khác. Cái tâm của người Âu Mỹ nó khác, cái tâm của người châu Á là nó khác. Họ không chấp nhận là khi mà phiền não của một cái người mà Âu Mỹ đó, với cái phiền não của người châu Á đó, nó khác nhau. Bị gì họ còn cái sự chấp thủ. Rồi đến nỗi mà những cái vị thiền sinh mà bị bệnh á, bây giờ họ cần phải vô máu, nhưng mà họ còn chấp thủ nữa. Tôi là cái người Hàn Quốc là phải vô máu của người Hàn Quốc à, chứ tôi mà người Hàn Quốc mà vô máu của người Miến Điện không có được. Đó, chính vì cái gì, từ cái sự dính mắc chấp thủ vào cái bản ngã, cho nên á là cái điều mà chúng ta tu tập để mà vượt thoát ra cái bản ngã này nó rất là quan trọng. Cho nên mà trong những cái điều kiện mà như nãy sư có nói trong cái phần trước đó, là cái gì, phải diệt trừ cho được cái thân kiến, phải diệt trừ cho được cái thân kiến thì chúng ta mới có thể đạt đến những cái thánh đạo thánh quả. Còn nếu mà ngày nào mà chúng ta còn dính mắc chấp thủ vào cái bản ngã thì chúng ta chưa bao giờ thấy được hay là chưa bao giờ có thể mà đạt đến cái tầng thánh thấp nhất nha. Cho nên là cái thời gian mà chúng ta bị dính mắc, bị trói buộc, bị cái mê lầm tà kiến về một cái bản ngã đó, nó quá sâu dày, nó nặng nề, nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta, cho nên là mà chúng ta muốn mà vượt thoát ra nó không phải dễ đâu, phải nỗ lực tinh tấn tu tập để chúng ta mới có điều kiện, có khả năng những cái mỗi lần chúng ta thực hành để có những cái kinh nghiệm mà để dung bồi trí tuệ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút ha. Chứ còn là khi mà những cái Phật tử, những hành giả sơ cơ đó, khi mà nói về cái vấn đề vô ngã thì họ không chấp nhận. Đến một lúc nào đó cái kinh nghiệm, cái trí tuệ của họ đó nó đủ sức để mà vượt qua được cái tà kiến mê lầm, cái chấp thủ đó, thì họ mới chấp nhận. Thành ra lúc đầu là họ không chấp nhận,
Nhưng mà đến một lúc mà cái kinh nghiệm, cái trí tuệ chín mùi đó, họ mới thấy cho đến bây giờ đó, tôi thấy rằng đúng là cái tâm nó là thiện hay là bất thiện. Mà cái người Âu Mỹ hay là cái người châu Á gì đó cũng vẫn giống nhau, thấy không? Cái tâm mà tham sân của người châu Âu, người châu Mỹ với cái tâm tham sân của người quá nó giống nhau, thấy không? Khi mà bất thiện nó có mặt rồi thì do cái si mê, sự giận hận của pháp mà nó giống nhau, thấy không? Mà cái tâm trí tuệ, cái chánh niệm tỉnh giác của cái người mà châu Á với cái người mà châu Âu, châu Mỹ gì nó cũng là giống nhau. Tắc là những cái tác ý thiện, thì đó nó cũng giống nhau. Hay là tộc người Mỹ hay là người châu Á gì đó, đó nó cũng dẫn như vậy, thấy không? Nếu mà phiền não thì nó sẽ đem đến khổ đau, mà trí tuệ thì nó sẽ đem đến cái sự an vui. Mà muốn đạt đến cái nhìn chánh kiến thì phải có được cái dung bồ, cái kinh nghiệm trí tuệ nó đủ mạnh để vượt qua những cái bao dây của vô minh phiền não, của si mê, thì mới thấy được cái sự vận hành của tâm, của pháp bảo. Cho nên là chúng ta phải cố gắng nỗ lực dung bồi cái pháp học cũng như pháp hành để củng cố, để sửa đổi những cái mê lầm tà kiến. Thì đó là cái điều quan trọng, đó là một cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong cái đời sống hiện tại này. Đó là cái điều kiện để mà chúng ta đạt đến những cái hiểu biết, đạt đến những cái kinh nghiệm quý báu cao hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thụ kính tri ân sư đã giải đáp thắc mắc của con, và con sẽ cố gắng tinh tấn hơn để mà tu tập. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, xin mời vị kế tiếp phát biểu ý kiến và hội thảo ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh, Sư Tuệ Đức mới vào Zoom ạ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, sư chư con xin được phép hỏi một câu này ạ. Như là về cái phần ngũ thủ uẩn ấy, thưa sư, thì có phải là do là mình do cái sự chấp thủ và cái ngũ thủ uẩn đó thì cho nên là chúng ta mới bị tái sanh luân hồi theo nghiệp của mình á, thưa sư? Thì có như sư vừa nói là do cái chấp trước, cái tự ngã của ta từ kiếp trước, nó có cái tự ngã của ta ngày hôm nay, mà nếu mà ta mà chấp ngã tiếp theo nữa thì nó sẽ lại là tự ngã của những cái kiếp sau nữa, cứ như thế luân hồi như vậy. Thì chỉ có như là nếu mà hết cái thân kiến này thì chỉ có những bậc sơ đạo đã diệt trừ được thân kiến rồi. Thì như con thấy thì, nhưng mà cái bậc sơ đạo thì vẫn còn tái sinh như 7 kiếp nữa, thưa sư. Thì như vậy thì các vị đấy thì là còn vẫn còn gọi là ngũ uẩn chứ, thưa sư nhỉ? Còn ngũ thủ uẩn thì nó sẽ khác, nó sẽ không còn nữa, đúng không ạ? Dạ, con xin được, con cũng chưa hiểu về cái này lắm cho nên con kính mong sư chia sẻ thêm cho con chút phần này ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sằng Thầy Giả. Thì ở đây đó, cái ngũ uẩn gồm có là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì sự thật ra đó, cái ngũ uẩn này đó, nó không phải là khổ đau, nhưng chính vì cái sự chấp thủ vào cái ngũ uẩn này, nó trở thành là ngũ uẩn thủ, thì nó mới đem đến cái khổ đau. Chính vì cái tưởng điên đảo, mê lầm, tà kiến nha, nó sinh ra ha. Cho nên đó là chúng ta chấp thủ rồi dính mắc cái ngũ uẩn này. Thành ra đó chúng ta phải nỗ lực, chúng ta học, suy tư và chúng ta thực hành để chúng ta diệt trừ từ cái ngũ uẩn thủ này. Chúng ta phải thấy được đúng cái chân tướng của nó, đó là sắc. Sắc nó là gì? Là cái phần tứ đại, nó là vô tri vô giác ha. Nó do đất nước lửa gió hợp thành. Rồi họ là gì? Là những cái cảm giác, cảm giác do cái căn nó xúc chạm với trần ha, căn với cảnh nó xúc chạm nhau, rồi nó sinh ra những cái cảm giác. Nếu mà chúng ta mê lầm, chúng ta chấp vào những cái trạng thái cảm giác này thì có rồi tại sao rồi chúng ta so sánh đẹp xấu, thích không thích ha. Những cái âm thanh du dương hay là âm thanh không đáng ưa thích, vân vân và vân vân ha. Rồi tưởng là những cái suy tư
những cái suy tư mà thường thường á, cái tưởng này nó dễ dợi lắm à, nhưng mà nó bị những cái tà kiến à, nó che lầm, cho nên nó thấy cái đối tượng méo mó đi, thấy không? Đó, nó không thấy được cái bản chất thật của đối tượng à, đó. Chính vì cái thấy cái đối tượng một cách méo mó à, mê lầm mình, nên mới có cái sự chấp là người nam người nữ à, tốt xấu à, đáng ưa thích hay là đáng quăng bỏ à. À, cái đối tượng mà nó cho là tốt đẹp, khả hỷ khả lạc, đáng ưa thích thì sao? Nó bám níu, nó dính mắt nha. Còn nếu mà gặp những cái đối tượng mà nó cho là không đáng ưa thích, không hài lòng à, bất tội nguyện thì sao? Nó xua đuổi à, nó hủy diệt. Cho nên nó là cái chúng ta là phải thấy được là cái tính chất rõ ràng, không có để cho những cái tưởng điên đảo nó che án à, chúng ta thấy méo mó trên cái đối tượng, mà muốn thấy được cái bản chất thật đúng cái thực tánh thực tướng thì phải thấy gì? Thấy đối tượng với cái sự chánh niệm tỉnh giác à, rồi cái những cái tác ý cũng vậy. À, khi mà chúng ta mà có được cái thấy rõ ràng cái đối tượng mà đúng thực tánh thực tướng đó với trí tuệ đó, thì chúng ta không có những cái tác ý sai lầm bất thiện à, mà chúng ta có những cái tác ý tốt đẹp à, thì sẽ tránh được cái tam nghiệp à, tam nghiệp bất thiện rồi đó. Nhờ có cái thấy mà nó đúng với thực tánh thực tướng à, chính nhờ trong cái đời sống hiện tại chúng ta thường xuyên à, quân tập hàng ngày à, cái thấy của mình á, nó đúng với trí tuệ thì sao à, chính nhờ cái sự quân tập, sự thực hành hàng ngày này đó, nó tạo trữ những cái chủng tử tốt đẹp à, nó dung bồi những cái phước báo, chính nhờ cái thức trong cái đời sống hiện tại này à, mà nó sẽ đưa chúng ta đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp trong tương lai. Còn nếu mà chúng sanh mê lầm à, tà kiến à, trong đời sống họ chấp thủ, họ tạo trữ những cái không tốt đẹp à, thì sao? Thì chính những cái sự quân tập thường xuyên trong hiện tại này nó tạo trữ những cái chủng tử, nó đưa đến cái chúng sanh tái sanh vào trong những cái cõi, những cảnh giới, những cái cõi không có được an vui đó. Thì khi mà chúng ta có cái nhìn chánh niệm tỉnh giác à, có chánh kiến thì chúng ta sẽ vượt thoát ra cái sự à, diệt trừ được cái ngũ uẩn thủ à, thì khi mà chúng ta diệt trừ cái ngũ uẩn thủ này đó à, nó cũng là những cái dân, những cái điều kiện để chúng ta à, diệt trừ cái thần kiến đó. Cho nên đó là à, tất cả à, các cái pháp đó, thì nó có sự liên quan nha à, nó có nhân duyên với nhau hết à, từng bước để vậy chúng ta mới tháo gỡ những cái sợi
dây trói những cái thần thúc, những cái triền phược mà nó buộc trói chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Cho nên từng bước mà cái điều kiện quan trọng là gì? Chúng ta phải có cái nhìn đúng thực tánh thực tướng của đối tượng. Còn nếu mà chúng ta để cho những cái tưởng điên đảo rồi chúng ta dính mắc chấp thủ ngũ quẩn, trở thành những cái ngũ quẩn thủ thì nó sẽ là cái dây trói buộc. Cho nên trong pháp cú kinh Đức Phật nói rằng những chúng sanh mà đến được bờ bên kia đó rất là ít, mà chúng sanh bị trói buộc xuôi ngược bờ bên này thì nó rất là nhiều đó. Cho nên là chúng ta, nếu chúng ta có sự nỗ lực học hỏi suy tư và chúng ta thực hành để chúng ta diệt trừ được những cái mê lầm tà kiến, những cái sự chấp thủ về cái thân ngũ quẩn này hay là diệt trừ được ngũ quẩn thủ thì sẽ những cái điều kiện tốt đẹp để chúng ta đạt đến những cái cảnh giới an vui, đạt đến những cái thánh đạo thánh quả để mà chặt đứt, diệt trừ các cái triền phược, những cái thần thúc nó trói buộc chúng ta. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lao Ca. Và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin thành kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Thì con thấy có cái câu này Đức Phật nói rằng là vậy tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy thì ai yêu tự ngã thì chớ hại tự ngã người. Thì theo con đều hiểu cái câu này như là mình mà yêu quý cái bản thân của mình á, thì người khác họ cũng yêu quý bản thân của họ, thì họ cũng như mình thôi. Thì như vậy thì khi mà những lúc mà tức giận ấy, thưa sư, thì mình mà không có sự tác ý khéo, mình mà nghĩ xấu cho người ta, mình có cái tác ý nó không được tốt đẹp ấy, thì tự nhiên lời qua tiếng lại ấy, thì mình mắng chửi người ta thì đối phương của mình thì họ cũng có cái bản ngã của họ ấy, rồi họ lại mắng chửi lại mình ấy. Thì nếu mà như vậy thì là nó sẽ gây lên những hậu quả khó lường. Thì như sư dạy là mình phải khéo tác ý, thì như con thấy là nếu như mà khéo tác ý thì mình cũng phải có cái, ít nhất là phải có cái tâm từ, mình nghĩ đến người khác. Thì nếu mà mình nghĩ đến người khác thì mình mới hiểu được thôi mình cũng không có chấp lách họ, hay là thôi mình cũng bỏ qua, hay là mình có cái tác ý gì đó thiện lành hơn một chút, hay là nghĩ là có khi là người đó hiểu sai nên người đó nói như vậy thôi. Chứ còn nếu như mà tự nhiên mình cũng hành ra những cái tâm sân rồi mình quát mắng họ, xong họ cũng có cái bản ngã của họ, họ cũng lại sân lại với mình á. Thưa sư, thì như cái sự, như lý tác ý ở đây thì là có phải là mình phải thường xuyên làm những việc thiện và tu về thiền giải tâm từ không ạ? Đã, con xin được hỏi như vậy, mong sư chỉ dạy thêm cho chúng con cái cách tu tập hàng ngày ở trong cái đời sống này thì mình nên như thế nào ạ? Đã, con xin được xuống mic, cần dâng mic lên sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sằng Ca Giá. Thì tục ngữ là nói sao? Những điều gì mà mình không muốn thì mình đừng làm cho người khác. Thấy không? Ai cũng thích được cái lời tán dương,
khen tặng, không? Đâu ai thích bị chê bai, ai cũng thích là được có cái sự thuận lợi tốt đẹp trong cái công việc, trong cái đời sống, được lợi lạc, đâu ai muốn bị thất bại, thất thoát cái tài sản, đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu ở đây cái lời dạy của Đức Phật là khi mà chúng ta muốn những cái điều tốt đẹp như thế nào thì người khác cũng muốn những cái điều tốt đẹp như vậy đó. Mình đừng có làm tổn hại khổ đau cho người khác thì mình sẽ tránh khỏi những cái điều quan trái. Thấy chưa? Trong đời sống á, thì chúng sanh mà ai cũng muốn hơn không à. Thấy không? Ví dụ á, cái người ta nói hơn mình một tiếng nếu mà mình không có hiểu biết, mình không có sự nhẫn nại, nhìn không có thực hành cái hạnh mà tham nhẫn, nhịn nhục đó, thì sao? Thì mình sẽ nói lại hơn họ. Mà khi mà mình nói hơn họ rồi đó thì sao? Họ cũng đâu có nhịn thua, họ cũng hơn mình. Thì từ đó thì sẽ quan trái nó sẽ xảy ra. Còn nếu ở đời nó nói nhịn là nhục, nhưng mà nếu mà mình là cái người có sự hiểu biết, có trí tuệ thì có đôi lúc nhịn nó quá là nhục. Mình nhịn, mình chịu thua họ một tiếng nói, mình lùi một bước, mình nhẫn nại để mà đem đến cái an vui, tránh khỏi những cái hoàn trái khổ đau. Cho nên ở ngoài đời họ nói nhịn là nhục, nhưng mà không phải đâu. Có những lúc là mình phải có sự kham nhẫn, có sự nhẫn nhịn. Chính cái đó là cái trí tuệ ở chỗ đó. Mình phải thấy rằng bây giờ đó, cái người này họ đang bị phiền não, cái sự nhiệt não của phiền não đang đốt cháy cái thân tâm của họ. Mình phải tội nghiệp cho họ. Còn nếu mà bây giờ mình không hiểu thì mình thấy nó nói hơn tôi, bây giờ tôi phải nói hơn nó. Hai bên càng đấu với nhau thì cái quan trái nó càng sâu nặng. Quý vị thấy rằng cái xã hội bây giờ đó là nó rất là nguy hiểm. Khi mà họ sai, nhưng mà có nhiều lúc mình nhắc nhở họ đó, mà nó cũng sanh ra cái quan trái nữa. Chứ đừng nói gì mà mình chê bai đẩy họ. Cho nên là bây giờ chúng ta phải biết rồi chúng ta phải nói cho nó đúng lúc, nó hợp thời. Đối với những cái chúng sanh mà cái tâm của họ nó bị bao phủ bởi cái phiền não, thấy không? Thành ra lúc đó là gì? Nó bị vô minh si mê. Mà bây giờ mình nói với họ đó là chẳng khác nào là có những lúc cái lời nói của mình muốn cho họ tốt đẹp rồi, nhưng nó phản tác dụng. Chứ đừng nói gì mà mình hơn thua với họ thì giống như đổ thêm dầu vào lửa, thấy không? Cho nên có những lúc mình nhẫn nhịn để mà tránh khỏi những cái sự quan trái. Thành ra người ta nói sao mà tránh voi chẳng xấu mặt nào, hay là người ta nói mà cái chén kiểu mà đi đối chọi với cái chén đá
Thế mình biết nó là cái loại mà phàm nhân thô thiển, mà bây giờ mình đi hơn thua nó thì người ta trách ai? Người ta trách mình. Trời ơi, cái chị đó thấy chị đi chùa, chị học pháp đồ mà vậy mà cũng đi với hơn thua với cái bà mà thế nọ thế kia, thấy không? Đó, cho nên á khi mà chúng ta nhẫn nhịn để chúng ta được cái sự an vui, tránh đi những cái điều quan trái không có xảy ra, thì cái đời sống nó sẽ được tốt đẹp. Chứ còn chúng ta cứ hơn thua, cái người kia đó, cái tâm của họ nó bị thiêu đốt bởi lửa phiền não, bởi vô minh, si mê. Còn nếu mình là cái người mà có kiến thức, có hiểu biết về Phật pháp, mà mình cũng như họ thì như vậy mình đâu phải là người tu. Tu là gì? Tu là sửa những cái thói hư tật xấu. Tu là để dung bộ trí tuệ, để không có bị cái vô minh phiền não nó sai sử. Đó, thành ra đó, có những lúc đó, chúng ta nhẫn nhịn để thực hành cái tâm từ. Mình phải thấy cái người họ đang sân hận, họ đang bị thiêu đốt bởi cái lửa phiền não, thấy không? Bây giờ cái nhà bên kia nó đang cháy, nó đem lửa nó quăng qua bên mình. Bây giờ mình cũng đốt cái nhà của mình luôn. Thì như vậy mình đâu phải là cái người mình có trí tuệ, người có sự thực hành giáo pháp, thấy không? Cho nên mình đối với những cái chúng sanh mà họ đang sân hận, họ đang bị phiền não, vô minh, si mê, chế ngự, thì mình phải đối trị bằng cái trí tuệ, bằng cái từ tâm, đó thì mình sẽ tránh được cái khổ đau, đó. Cho nên là trong cái những cái bài kinh Đức Phật dạy trong cái bài kinh mà tám Phật lực đó, quý vị nhớ đó, không? Cái dạ so a la quá cá là cái gì? Cái tâm nó sân hận. Cái tâm nó sân hận thì sao? Đức Phật phải đối trị bằng cái tâm từ. Đó. Không? Đó, thành ra nó có những cái phương pháp đối trị nha. Cái người mà họ sân hận, cái tâm họ bị lửa phiền não thiêu đốt, thì mình có sự nhẫn nhịn, mình đối họ bằng cái từ tâm. Còn nếu mà sân hận, diệt sân hận, đời này không có được, cái bên đó nó sân hận rồi, mà bên này mình sân hận, mình muốn hơn nó, thì cái quan trái nó càng chồng chất. Mà gì? Cái tình thương hay là tâm từ đó, tình thương diệt hận thù, diệt trừ cái tâm từ thì nó diệt trừ được những cái quan trái, là định lực thiên thu, không? Đó, thành ra mình học cái trong những cái lời dạy của Đức Phật để mà chúng ta ứng xử ở trong cái cuộc sống để tránh đi những cái điều mà quan trái khổ đau, không? Mà chẳng những không phải nó quan trái với mình kiếp này thôi, mà nếu mà mình cứ cột trói quan trái, chấp chồng quan trái thì sao? Quan gia ngõ hẹp, mình đi đâu mình cũng gặp những cái điều trái ý nghịch lòng, đúng không? Còn nếu bây giờ mình cởi bỏ, mình xả bỏ, mình không có muốn quan trái với ai nữa, mình sống mình nguyện cho tất cả
chúng sanh được an vui hạnh phúc. Mình xin xả bỏ những cái điều mà những người khác do vô minh phiền não đã gây tổn hại khổ đau. Bây giờ mình xin xả bỏ những cái điều quan trái đó. Rồi mình cũng thấy những cái tội lỗi, những cái lỗi lầm do vô minh phiền não nó sai sử mà mình đã gây tổn hại với khổ đau cho những chúng sanh khác. Bây giờ xin những chúng sanh khác đó thì cũng họ cũng xả bỏ những cái lỗi lầm quan trái của bản thân mình. Thành ra khi mà chúng ta xả bỏ, không có muốn quan trái với người khác, và cũng cầu mong những người, những chúng sanh khác đó cũng xả bỏ những cái lỗi lầm. Tại vì còn phàm nhân là còn lỗi lầm, thấy không? Đó, cho để gì từ đó tới về sau chúng ta ngăn che, chúng ta không gây những cái điều tổn hại khổ đau đến bất cứ chúng sanh nào. Thì sao? Thì những cái quan trái này nó được được cõi được xả bỏ hết, thì chúng ta sẽ có đời sống an vui, mình được mọi người quý mến. Còn bây giờ mình gặp ai mình cũng gây quan trái hết. Rồi mình đi đâu mình cũng bị người khác, lúc đó mình than thở chi gì, tại vì cái chân mình nó gieo. Còn bây giờ mình diệt trừ cái tâm mà muốn gây tổn hại khổ đau chúng sanh khác, mình không có tạo những cái quan trái thì mình sẽ được mọi người quý mến, và cái đời sống mình nó sẽ an ổn. Đó, thành ra khi mà chúng ta sống với tâm từ, chúng ta đối đãi với những người xung quanh với cái từ tâm, chúng ta có sự nhẫn nại, có sự tôn trọng người khác, chúng ta không có gây tổn hại khổ đau cho người khác, thì lần hồi người ta cũng sẽ tránh đi những cái gây tổn hại khổ đau cho chúng ta. Thì đó, để mà chúng ta phát triển được cái từ tâm và trí tuệ thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống an ổn, tốt đẹp, được những người xung quanh quý trọng. Đó, cho nên là khi mà chúng ta thực hành tâm từ thì chúng ta sẽ được an vui. Có cái công chuyện, cái ông giám đốc này, ông này là ông, cái tánh ổng chấp thụ dữ lắm. Ổng cho mình là giám đốc, và hơn hết tất cả những cái người nhân viên của mình. Thì có một người bạn đó mới khuyên ổng một câu, nói là ổng, tại vì ổng than phiền, ổng nói tại sao mà nhân viên của ổng sao mà nó không bao giờ mà nó quý trọng ổng á. Thì cái người bạn ổng mới khuyên ổng một câu như này: bây giờ sáng ra vừa thức dậy, anh gặp ai anh cũng khen hết, anh hỏi thăm, anh cầu mong được cho người ta những cái điều tốt đẹp, thì tự nhiên người ta sẽ hoan hỷ vui vẻ anh à. Còn mà anh đối với người ta cái thái độ mà hống hách cọc cằn thì người ta sẽ khó, mặc dù người ta sợ nó nhưng mà người ta không có tôn trọng anh. Cái bữa đó ổng mới thực hành, thì sáng nào cái anh tài xế đó ảnh cũng đến nhà rước ông giám đốc để mà đi đến cái công ty để làm việc. Mấy bữa trước đó, nhiều khi là ổng hay càm ràm cằn nhằn anh tài xế là đi trễ này kia nọ đủ thứ chuyện ha. Còn bữa nay ổng đổi thái độ, ổng vui vẻ,
tài xế vừa chạy xe đến rồi, cái bắt đầu cái ổng nở nụ cười, ổng chào, ổng hỏi hôm nay anh khỏe không ngày kia nọ ha. Thì sao? Thì bắt đầu cái người tài xế mở cửa mời ổng lên xe. Thì cái người tài xế rất là vui vẻ, chuyện trò cởi mở ngày kia nọ ha. Còn gặp ông tài xế mà quát nạt, sao anh đến chậm vậy, trễ nãy giờ giấc này kia nọ. Thì sao? Bạn kia sẽ có cái thái độ là không có hoan hỷ. Mà khi mà hai người mà nó có cái thái độ mà không có vui vẻ, không có hoan hỷ nhau, thì sao? Cái cuộc sống nó trở nên nặng nề. Đó. Cho nên đó, là chúng ta phải biết, chúng ta phải nở nụ cười, phải nở nụ cười, phải hoan hỷ với người khác, thì người khác ta cũng sẽ nở nụ cười, ta cũng hoan hỷ với mình. Khi mà chúng ta sống thực hành tâm từ với những người xung quanh, thì người ta cũng cảm nhận được cái sự an vui mát mẻ, thì chúng ta cũng sẽ sống với tâm từ với chúng ta. Cho nên đó là trong đời sống chúng ta phải biết để chúng ta tránh đi những cái tâm sân hận gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác, và chúng ta sống đối đãi với nhau với cái tâm từ, với tâm tứ vô lượng tâm, thì chúng ta sẽ được an vui trong cái đời sống, chúng ta được tốt đẹp, tránh đi những cái quan trái khổ đau. Mà không những quan trái khổ đau trong cái đời sống hiện tại, mà nó còn có những cái đời sống an vui tốt đẹp trong tương lai. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lộc Ca, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thành kính tri ân sư đã chỉ dạy cho chúng con. Như vậy là trong cái cuộc sống thì là chúng ta là cần phải có tâm từ, thông cảm cho nhau, rồi thì tôn trọng lẫn nhau, thì ai cũng có những cái tự ngã riêng của mình, những cái tôi, cái ta ở đây. Cho nên là nếu như mà mình xúc phạm người khác thì người khác cũng sẽ lại đối xử lại với mình như vậy. Con xin kính tri ân sư. Như vậy thì sẽ phải hoàn tu nhiều những cái pháp thiện và những cái giải tâm từ đến tất cả mọi người. Con xin phép được xuống mic, con kính mời bàn tay của đạo tràng. Con xin dâng mic cho đạo tràng. Dạ, con xin mời bàn tay của cô Metta này, Sít Quang Thanh này, mọi người có ý kiến gì về bài học này không ạ? Để dùng chống phí quá, phí thời gian quá mà mình còn hỏi thì cũng nhiều câu hỏi rồi, để con xin nhường mic đến mọi người ạ. Dạ.
Dạ kính bạch sư Sitina, chắc hôm nay không cầm được mic để con xin đọc câu hỏi của Sitina. Dạ. Thưa ngài, trong trường hợp không sân với người khác nhưng lại sân với bản thân mình thì thực hành tâm từ cho bản thân mình như thế nào ạ? Dạ, con xin được đọc câu hỏi của Sitina. Con kính dâng mic đến sư để sư chia sẻ thêm cho Sitina. Dạ. Dạ alo ạ, sư có nghe thấy con tín hiệu âm thanh của con không ạ? Dạ. Alo, chắc mạng bên sư yếu rồi đó. Dạ. Kính bạch sư ạ, sư có nghe thấy con nói không ạ? Con xin dâng mic đến sư để sư trả lời câu hỏi của Sitima nhé thưa sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Đa Giá. Thì thật ra đó, khi mà chúng ta sân hận, phiền não, thì dù là mình bực bội, mình sân hận với những người xung quanh, hay là mình sân hận với chính mình, nó cũng là phiền não. À, khi mà mình có cái sự quan sát đó, mình sẽ thấy rằng á, khi mà mình bực bội với những cái đối tượng xung quanh, hay là mình bực bội với chính mình, à, thì sao? Trong cái tâm mình nó cũng bị dao động. À, cái thân tâm mình nó cũng bị đốt cháy bởi cái lửa phiền não. À, lúc đó mình cần phải phản tỉnh, mình xem xét. À, tại sao mà mình sân hận? Cái nhân từ đâu? À, cái nhân là do những cái người này họ làm mình á, không có đúng theo cái ý mình. À, mình muốn họ như thế này nhưng mà họ làm như thế này, à, rồi mình phiền não, mình bực bội, mình sân hận. Rồi khi mà mình sân hận với chính mình cũng vậy, mình phải phản tỉnh, mình xem xét coi cái nhân từ đâu mà nó gây ra cái quả này, thấy không? Khi đó là à, có những cái à, gọi là cái trạo hối, cái trạo hối, những cái việc làm mà mình lỡ, mình à, hoặc là vô tình, à, cố ý mình tạo tác những cái bất thiện. Bây giờ á, mình nhớ tưởng lại mình trạo hối, mình bực bội, thấy không? Thì á, mình mới phải dùng cái suy tư chân chánh. Bây giờ á, những cái việc gì nó đã qua rồi mà bây giờ á, mình có bực bội à, thì nó cũng đem đến cái lợi ích gì hết, mà cái phiền não nó sẽ gây khổ đau cho bản thân mình mà thôi. À, bây giờ á, những cái lỗi lầm mình phải từ nay sao mình phải tránh xa. À, à, nếu trong đời sống có những cái lúc mà những cái dịp mà để chúng ta tạo trữ được những cái phước báo thì mình phải nhanh chóng mình tạo, ha. Và những cái
cái tác ý bất thiện nha, nó sanh khởi mình kịp thời mình dập tắt nha. Chứ còn bây giờ á, mình nhớ tưởng rồi mình ăn năn, mình bực bội, mình khóc lóc, nó không có đem đến cái lợi ích gì hết nha. Cho nên á, là những cái pháp nào nó đã qua rồi, bây giờ á, mình sầu muộn ăn năn cũng không có lợi ích gì, mà phải sống trong hiện tại. Cho nên là Đức Phật dạy nha, quá khứ không tri tầm. Đó. Những cái mà bất thiện hay là những cái mà điều lành mà mình đã bỏ qua, bây giờ mình ngồi đây mình buồn rầu ăn năn hối tiếc cũng không có đem đến lợi ích gì hết. Nhưng mà mình phải sống với trí tuệ, để từ nay sau là mình sẽ diệt trừ những cái điều bất thiện, và mình thực hành thật nhiều những cái pháp thiện khi mà có điều kiện, những cái duyên nhân duyên nó diễn ra thì mình phải nhanh chóng mình thực hành đó. Rồi đối với những cái chúng xung quanh thân bằng quyến thuộc của mình á, mình nhớ rằng á, bản thân mình cũng không có điều khiển mình được, thấy không? Thì bây giờ mình muốn điều khiển người khác, mình chỉ huy người khác, mình sai sử người khác làm theo cái ý mình sao được nha. Cho nên á, khi mà chúng ta dùng cái suy tư chân chánh để chúng ta diệt trừ đi những cái tâm sân hận với những người xung quanh, hay là khi mà cái tâm phiền não sân hận nó sanh khởi, dù là với những đối tượng xung quanh hay là hoặc là đối với bản thân chúng ta, khi mà chúng ta đi vào cái thực hành thì gì, mình quan sát cái tâm bực bội, cái tâm sân hận nó đang sanh khởi. Nhưng mà khi mà quý vị mà thực hành cái trí tuệ, thực hành có kinh nghiệm ở trong pháp hành rồi đó, thì chỉ cần quý vị quan sát nó một lúc thì nó sẽ diệt mất ha. Thì đó, mình quan sát mình biết là bây giờ cái tâm sân nó đang sanh khởi, mình quan sát rồi đến khi mà cái tâm sân nó diệt mất, mình biết là cái tâm phiền não, cái tâm sân nó đã diệt mất, nên nó sanh nó diệt, mình dùng cái chánh niệm trí tuệ tỉnh giác mình theo dõi nó, thì như vậy thì mình sẽ vượt qua được những cái trạng thái của phiền não. Đó, thành ra nó có cái là từ cái quả mà mình truy ngược để mình hiểu được cái nhân, do cái nhân ở đâu mà đưa đến cái quả này, đó, để mà mình diệt trừ ở đâu, diệt trừ từ cái nhân, thấy không? Thành ra chúng ta đừng có lo lắng sang đi phát triển cái tâm từ, mà chúng ta cần hiểu biết và thấy được cái phiền não, cái sân nó đang sanh khởi. Thì khi mà cái phiền não, cái sân hận suy yếu, thì tự nhiên cái tâm từ nó sẽ phát triển ở trong nội tâm chúng ta. Cho nên á, cái điều quan trọng là chúng ta phải thấy được cái phiền não nó đang sanh khởi, nó sanh nó diệt như thế nào mình hiểu biết, và khi mà cái phiền não nó suy yếu thì mình mới phát triển được cái tâm từ. Chứ đừng bây giờ mà cái tâm phiền não nó còn đang mạnh, mà bây giờ mình lấy cái tâm từ để mình áp chế, khắc chế nó chưa có được, thấy không? Đó, tại vì cái mãnh lực của phiền não còn quá mạnh. Bây giờ mình phải xem xét để thấy được phiền não đang sanh, phát triển,
à, nó đang diệt như thế nào, biết 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 à, để mình vượt qua nó. Rồi sau khi mà cái phiền não nó suy yếu à, thì bắt đầu cái tự tập từ cái tội tâm, cái tâm từ nó sẽ phát triển. À, chúc cô Tina nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy nhé. À, thư sa thú lành thầy ạ. Chị Tina kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng, còn có hơn 10 phút nữa thôi ạ. Xin mọi người tranh thủ ít thời gian lên để mà chia sẻ, rồi thì đặt câu hỏi học hôm nay đã con xin được mic cho đạo tràng. Dạ. Dạ, xin mời đạo tràng, nếu mà đạo tràng không có ai có câu hỏi gì nữa thì con cũng xin kính thỉnh ngài nghỉ ngơi sớm để con xin phép tụng kinh sám hối tâm bảo. Con xin nhường mic cho đạo tràng nhá, một chút nữa. Dạ vâng, nếu mà không ai có câu hỏi gì thì con sẽ xin phép được thay mặt đạo tràng tụng kinh ạ. Dạ. Dạ alo, dạ con kính chào sư Pháp Hạnh ạ, sư Trí Đức, đạo tràng và toàn thể mọi người. Dạ con có suy nghĩ ra là cái bản ngã thì nó được tôi luyện từ vô lượng vô số kiếp rồi. Mình nói lúc là nói phát triển cái tâm từ, mà thực tế lúc trong cuộc sống là lúc một số sự việc xảy ra nó làm cho mình là không kiểm soát được. Nhiều cũng có đôi lúc là mình biết được mình đang sân lên nó, nhưng mà sự việc nó lớn cởi nó là phóng luôn á, bất chấp. Vậy con xin hỏi là trong cuộc sống hàng ngày mình sẽ phát triển tâm từ như thế nào ạ? Con là người mới nên con câu hỏi của con thức sẽ trùng lập, nhưng mà con cũng đọc sự giải đáp cho con ạ. Vậy tại vì nói là cứ chúng ta cứ dừng cứ hay nói là để tâm từ, nhưng cuộc sống hàng ngày thì mình sẽ thực hành như thế nào? Nhiều lúc đụng chuyện vô cái là hình như cái tâm từ là cái trí tuệ.